Bây giờ cái đồng hồ này nó như thế nào đấy? Nó bị làm sao? Nó cứ bị là bị chết vặt. Chết vặt à? Có làm sao nữa không? Chết vặt với lại có lúc nắc cầm nắc lên thì nó cứ chạy được có một tí nó lại dừng. Vậy với lại nom các cái gioăng cao su xem hết cái nào. Còn gì nữa không? Bố vậy rồi cái gì? Không vậy, bên này bảo nó nom các cái trục hồi phút, bên này các cái bánh xe, bên này con ngựa, con cái càng cua xem là cái gì nó... Đấy, trong này nó có cái càng cua với lại tóc tự động. Với lại anh nom cả bi của cái bán nguyệt, bi bán nguyệt là nó có... hay là do cái gì đấy cứ bảo nói chuyện với nó vậy rồi bảo nó xem tất tần tật cho rồi để nếu mà và nó hết bao nhiêu rồi báo lại gì? Chắc nó cũng chắc không hết mấy đâu, không cứ hỏi bảo vậy. Nó định ví dụ nó thì định bảo là thợ ở quê này nó đã lau dầu rồi, còn lúc chú nào nó khô thì chú chấm qua thôi. Cái này nè, bọn nó tôi xử lý được mà. Đấy chị ạ. À?